chào tất cả các thầy cô cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tác giả Kim Lân. Kim Lân, tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài, ông quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Kim Lân là một nhà văn chuyên viết về truyện ngắn. Và những câu chuyện của ông miêu tả một thế giới nghệ thuật tập trung ở khung cảnh nông thôn và hình tượng người nhân dân. Ông có một số tác phẩm chính là tập truyện Nên Vợ Nên Chồng năm 1955 và Con Chó Xấu Xí năm 1962. Thứ hai, chúng ta đi vào tìm hiểu về tác phẩm Vợ Nhặt. Vợ Nhặt là một tác phẩm in trong tập Con Chó Xấu Xí xuất bản năm 1962. Tiền thân của tác phẩm là cuốn tiểu thuyết Xóm Ngụ Cư. Cuốn tiểu thuyết đã nói về bối cảnh xã hội hiện thực là nạn đói khủng khiếp mùa xuân năm Ất Dậu năm 1945. Lúc bấy giờ, phát xít Nhật đã bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay, nên vào tháng 3 năm 1945, nạn đói khủng khiếp đã diễn ra và chỉ trong vòng vài tháng, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta đã bị chết đói. Có những người đói quá đến mức phải ăn cả thịt chuột. Còn những đứa trẻ, cha mẹ các em đã chết hết vì đói, các em thì gầy trơ xương. Có những người đói gầy trông giống như một bội xương, một que tăm. Người đói bị chết chết ra đường như ngả dạ, thậm chí có những xe chở xác chết đầy đến mức không thể kéo đi được. Người ta ăn tất cả những gì còn có thể ăn được. Đây là một bức tranh nạn đói do một họa sĩ vô danh vẽ năm 1945. Ở đó, bức tranh vẽ bằng bút chì trên giấy, bên dưới không ký tên người vẽ, chỉ có một dòng chữ ghi đói năm 1945. Bức vẽ đã mô tả một cô gái đang bị hành hạ bởi cơn đói. Cô ta ngồi với bộ dạng rách rưới, chân tay khẳng khiu, hốc mắt sâu đờ đẫn, ánh mắt và gương mặt như bị che mờ bởi âm u tử khí. Bức tranh đã diễn tả một con người bị cây đói hút kiệt dương khí. Và để diễn tả như vậy, bộ dạng gần như một bóng ma, hẳn người vẽ phải là một họa sĩ có kỹ thuật cao và một trái tim thấu cảm nỗi đau của những con người đang bị nạn đói hành hạ. Từ việc hiểu về bối cảnh của chuyện, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sâu vào văn bản. Đầu tiên chúng ta sẽ tóm tắt chuyện. Chuyện: trong nạn đói năm 1945, chàng là người dân ngụ cư nghèo khổ đã nhặt được một cô vợ chỉ nhờ có bốn bát bánh đúc và vài câu nói đùa. Chàng đã đưa vợ về nhà và thật may mắn, bà cụ Tứ, mẹ của chàng đã mở rộng vòng tay đón nhận con dâu. Chàng thấy hạnh phúc gắn bó với gia đình. Trong bữa ăn sáng ngày hôm sau, chỉ có cháo loãng và cáng thôi, nhưng cả gia đình đã nói về tương lai, về lá cờ đỏ sao vàng. Khung cảnh thật đầm ấm và hạnh phúc vượt trên sự khủng khiếp của nạn đói năm 1945. Từ đây chúng ta sẽ tìm hiểu, vậy thì nhân đề Vợ Nhặt nhằm chỉ tới điều gì? Ở đây ta thấy từ vợ rõ ràng thể hiện một sự trân trọng, bởi vì trong đời người, lấy vợ là một việc đại sự. Người vợ có một vị trí trung tâm trong xây dựng tổ ấm. Trong tác phẩm, gia đình chàng từ khi có người vợ Nhặt, mọi người đã trở nên gắn bó, quây quần, biết chăm lo, thu vén cho tổ ấm của mình. Nhưng từ vợ ấy lại đi liền với từ Nhặt. Nhặt ở đây cho thấy thân phận con người bị đẻ giống như cái rơm, cái rác. Nó là những thứ không ra gì cả, có thể nhặt được ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào. Thì ra cái chuyện người ta hỏi vợ, cưới vợ, nó đặt trong hoàn cảnh này thật là quá đơn giản. Chàng nhặt được vợ,
hay thực tế ở đây muốn nói đến sự khốn cùng của hoàn cảnh khi mà người ta đói khổ đến mức không thể làm được một lễ cưới. Như vậy, nhan đề vợ nhặt vừa thể hiện thảm cảnh của người dân trong nạn đói năm 1945, vừa bộc lộ sự kiêu mang, đùm bọc và khát vọng sức mạnh hướng tới một cuộc sống tổ ấm, niềm tin của con người trong cảnh khốn cùng. Tiếp theo phần thứ hai, chúng ta đi vào tìm hiểu tình huống chuyện. Tình huống trong tác phẩm Vợ Nhặt được coi là một tình huống vô cùng độc đáo. Nhưng đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu, vậy tình huống chuyện là gì? Tình huống chuyện là cái tình thế của câu chuyện, là cảnh huống chứa đựng trong nó những mâu thuẫn, xung đột hoặc những khả năng tiềm tàng để cốt truyện diễn tiến, phát triển, để nhân vật bộc lộ được tính cách. Tình huống chuyện có một vai trò rất lớn trong tác phẩm. Nhờ tình huống chuyện mà ta thấy là cốt truyện được vận hành. Tình huống chuyện được coi là cái chìa khóa có tác dụng mở ra cốt truyện. Từ tình huống chuyện, các sự kiện biến cố được phát triển, đồng thời tính cách nhân vật cũng được bộc lộ. Cách giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong tình huống chuyện sẽ bộc lộ rõ thêm cả tư tưởng, chủ đề của tác phẩm cũng như dụng ý nghệ thuật của tác giả nữa. Như vậy, ở đây ta thấy việc sáng tạo ra tình huống chuyện thể hiện bút pháp tài năng độc đáo, khả năng quan sát, khám phá cuộc sống của nhà văn. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tóm tắt tình huống chuyện. Vợ Nhặt được khắc họa trong một tình huống đặc biệt, đó là việc chàng, một người nông dân nghèo khổ, xấu xí, lại là dân ngụ cư, nhưng lại nhặt được vợ giữa nạn đói năm 1945. Tình huống đó được khắc họa qua hai lần chàng đi kéo xe. Lúc đó chàng đã quen một cô gái đói ăn. Lần đầu họ chỉ có đùa cợt với nhau, nhưng lần thứ hai khi gặp lại, cô gái đã sán vào đòi ăn. Chàng chỉ nói đùa vậy mà cô về nhà chàng làm vợ chàng thật. Xóm ngụ cư ai nấy ngạc nhiên, cùng bàn tán, phán đoán, rồi cùng nghĩ, biết có nuôi nổi nhau sống qua được cái gì này không, rồi cùng nghĩ nọ. Bà cụ Tứ, mẹ chàng, lại càng ngạc nhiên hơn. Bà lão chẳng hiểu gì, rồi cúi đầu nín lặng. Bà Ngo, nỗi lo riêng, biết chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không? Bản thân chàng thì cũng rất bất ngờ với hạnh phúc của chính mình. Có lúc chàng nhìn chị, tức người vợ Nhặt, ngồi ngay ra giữa nhà mà hắn vẫn còn ngờ ngợ. Thậm chí sáng hôm sau, chàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Rõ ràng đây là một tình huống đặc biệt. Và nó đặc biệt bởi vì chúng ta thấy nó gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Ở đây, chàng đã cưới xin một cách quá đơn giản. Hơn nữa, người như chàng mà lấy được vợ lại lấy vào cái thời buổi nạn đói đang diễn ra vô cùng khủng khiếp ấy. Đầu tiên, chúng ta thấy lý do cưới xin là lý do đặc biệt nhất, bởi vì thời xưa người ta vẫn cho rằng cưới xin là một việc rất quan trọng. Tậu trâu lấy vợ làm nhà trong ba việc ấy thật là khó thay. Vậy mà ở đây nó lại đơn giản đến mức làm ta bất ngờ. Lý do thứ hai, chàng là một nhân vật có ngoại hình xấu, đã thế còn dở người. Lời ăn tiếng nói của chàng cũng cộc cằn thô kệch như chính ngoại hình của anh ta. Còn gia cảnh của chàng thì thật ái ngại, nhà vừa nghèo lại là dân ngụ cư nữa. Nguy cơ ấy vợ đã rõ ràng rồi. Đã vậy, nó lại còn đi kèm với cả lý do thứ ba nữa. Lấy vợ vào cái thời của nạn đói ấy có khi lại làm quyết định sai lầm. Bởi vì trong nạn đói, cái chết luôn luôn đeo bám. Khung cảnh đầy mùi gây gây của xác người và đống giấm, tiếng quạ kêu từng hồi thê thiết. Không gian được miêu tả từ chiều chạm vạng tới tối càng nhấn mạnh hơn sự ảm đạm của cảnh vật. Người chết đói đầy đường, đầy chợ,
những bóng người đói kéo nhau lên xanh xám như những bóng ma. Trong lúc không một ai, kể cả chàng, nghĩ tới chuyện vợ con, thì anh ta đột nhiên lại thấy vợ. Hoàn cảnh ấy, hoàn cảnh chàng nhặt được vợ ấy là nhặt thêm một miệng ăn, cũng đồng thời là nhặt thêm một tai họa cho mình, đẩy mình đến gần hơn với cái chết. Vì vậy, việc chàng có vợ là một nghịch cảnh éo le, vui buồn lẫn lộn. Thậm chí có người còn cho đó là một cái cảnh hài hước cười ra nước mắt nữa. Như vậy rõ ràng ta thấy tình huống chuyện mà Kim Ngân xây dựng lên thật bất ngờ, nhưng cũng thật hợp lý. Và cái hợp lý là để qua đấy tác giả thể hiện rõ giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm. Đầu tiên là giá trị hiện thực. Tác phẩm đã tố cáo tội ác của thực dân phát xít qua bức tranh xám xịt về thảm cảnh chết đói. Nhặt vợ là cái khốn cùng của cuộc sống. Cái đói quay quắt dồn đuổi đến mức người đàn bà chủ động gợi ý đòi ăn. Chỉ vì đói quá mà người đàn bà tội nghiệp đã ăn luôn và ăn liền một chặp bốn mắt đánh đúc. Và chỉ cần vài lời đùa mà không có lý do thì đã chấp nhận theo chàng về làm vợ. Rõ ràng giá trị con người đã bị phủ nhận đi khi cùng đường đói khát. Một con người bình thường cũng có thể trở nên trơ trẽn, liều lĩnh, bất chấp cả e thẹn để đòi ăn. Cái đói đã bóp méo cả nhân cách con người. Nhưng vượt lên giá trị hiện thực, tác phẩm đã thể hiện giá trị nhân đạo cao cả. Đầu tiên, tính nhân đạo của tác phẩm thể hiện ở việc tác giả đã thương xót những người nghèo trong trận đói năm Ất Dậu. Chuyện vợ nhặt phản ánh nỗi đau tột cùng của nhân dân, của những người nghèo trong trận đói năm ấy. Đoàn người từ những vùng Nam Định, Thái Bình, đội chiếu lũ lượt bồng bế các xíu nhau lên, xanh xám như những bóng ma, và nằm ngổn ngang khắp các lều chợ. Quạ đen thì đậu trên những ngọn cây, bay vù lên như đám mây đen trên nền trời. Mùi gây của các người bật lên khắp cả khu chợ. Người chết đói thì như ngả dạ. Sáng nào cũng có 3-4 cái thây đã nằm quằn quại bên đường. Thật đáng thương xót làm sao. Bên cạnh đấy, giá trị nhân đạo thứ hai của tác phẩm thể hiện rõ rệt, đó là sự khao khát hạnh phúc bùm bọc lẫn nhau trong cảnh thiếu đói này. Tình nhân ái kiêu mang bùm bọc nhau đã vượt lên trên tất cả. Rõ ràng điều mà Kim Lân muốn nói là trong bối cảnh bi thảm, giá trị nhân bản không mất đi. Con người vẫn cứ muốn được là con người, muốn được nên người, muốn cuộc sống thừa nhận họ như những con người vậy. Việc chàng lấy vợ là để tiếp tục sự sống, để sinh con đẻ cái, để hướng tới tương lai. Con người đàn bà đi theo chàng cũng để chạy trốn cái đói, cái chết, để hướng tới sự sống. Ba cụ Tứ, một người đàn bà đã già rồi, thế nhưng vẫn luôn nói chuyện tương lai, chuyện sung sướng đời sau, nhen lên niềm hy vọng cho dâu con. Đó chính là sức sống bất diệt của vợ nhặt. Đặc biệt tình người, lòng nhân ái, sự kiêu mang đùm bọc của những con người nghèo đói là sức mạnh để họ vượt lên trên cái chết. Đồng thời, tác phẩm còn thể hiện một giá trị nhân đạo cao cả hơn, đó là đem đến hy vọng đổi đời cho những con người đang tuyệt tình trong cái khổ. Đó, tôi nói Kim Lân đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất, nồng hậu nhất để nói về sự đổi đời của người dân tày Việt Nam. Tác phẩm luôn đề cập hai vấn đề trái ngược nhau đang xen thành một chỉnh thể nghệ thuật chung. Ta có thể thấy rõ khi nói về việc chàng đưa vợ về nhà, cái nhìn của người dân xóm chợ khi nhìn theo bóng chàng và người đàn bà nổi thủ đi về bến, những khuôn mặt khóc hác u tối của họ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát tăm tối ấy của họ. Rồi sau đó là một người thở dài và sau tiếng cười rung rúc bất chợt nổi lên sự nín nặng của nỗi buồn. Rồi điều đó còn thể hiện trong lời bà cụ: cốt làm sao chúng mày hòa thuận là u mừng rồi, năm nay thì đói to đấy, chúng mày lấy nhau lúc này u thương quá. Và rõ nhất là những giờ hạnh phúc của đôi vợ chồng son trên cái nền âm thanh của tiếng ai thở khóc
người chết đói cứ tỉ tê, lúc to lúc nhỏ, dai dẳng tận đêm khuya. Sự đan xen tình huống chuyện ngây ngô của người nông dân chất phác bình thường với những ước mơ nhỏ nhoi giữa một thế giới, một tương lai mờ nhạt, một cuộc sống u tối, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thật đáng để suy nghĩ. Và ở đây ta thấy rằng hy vọng đổi đời này còn được thể hiện ở trong một chi tiết vô cùng giàu tính chất hình tượng, đó là chuyện đã mở ra, đã kết thúc trong hai thời điểm khác nhau. Chuyện mở ra là buổi chiều chạm vạng mặt người, nhưng đã kết thúc khép lại trong ánh sáng buổi sáng mùa hè sáng hóa. Mở đầu là một anh chàng cô đơn, bước cao bước thấp trên con đường khẳng khiu giữa ánh chiều mờ của một cầm trời đầy đói khát. Nhưng kết thúc là chàng đã có một gia đình, mọi người đang xăm xắn vào với nhau, lo cho bữa ăn sắp tới, chăm lo cho gia đình được quang quẻ gọn gàng hơn. Có một cái gì đấy nan nỏi vào trong tâm thức của mỗi người. Đặc biệt trong bữa ăn đấy, cô vợ Nhật đã nói về tiếng trống thúc thuế trên mảnh đất đầy người chết đói. Ở đấy, tiếng trống thúc thuế đã trở thành một hình ảnh đại diện cho cách mạng. Và ở đây, nó tuy được nhắc qua, nhưng nó cứ hiện mãi trong óc chàng, làm cho chàng cứ vẩn vơ tiếc nuối. Và sau đó thì chàng đã dường như nhận thức được con đường để thoát khỏi đói nghèo. Đó là đấu tranh. Hình ảnh lá cờ chắc chắn sẽ soi sáng cho chàng cùng vợ chàng đi đến lý tưởng đúng đắn. Như vậy, ta thấy Kim Luân đã gửi gắm tình nói chung của những người nông dân rũ bùn đứng dậy sáng hòa, chiến đấu vì đất nước để thoát khỏi số phận tăm tối trước mắt. Hình dáng người nông dân nổi bật trước lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ lý tưởng cách mạng, lá cờ của niềm tin chiến thắng. Và qua đó, tác phẩm nói lên một hy vọng tràn trề và một tương lai mới của mỗi con người. Tương lai ấy không còn đói, còn rét nữa, đó là tương lai của hai chữ hòa bình, tự do. Đồng thời chúng ta thấy rõ ràng tình huống chuyện này cũng có giá trị nghệ thuật. Nhờ tình huống chuyện độc đáo mà diễn biến chuyện phát triển thật rất là dễ dàng, để nói được những cảnh lời, những thân phận, làm nổi bật được tâm trạng của các nhân vật chính. Đây quả thật là một tình huống đặc biệt. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần thứ ba. Bức tranh lạc đói đã được miêu tả thế nào qua tác phẩm vợ Nhật? Bức tranh lạc đói ấy được tái hiện qua một khung cảnh toàn những chi tiết đầy đau buồn. Cảnh vật thì tối sầm lại vì đói khát. Không khí bẩn lên mùi ẩm thối của xác người và mùi dây của xác người. Xóm chợ của xóm ngụ cư là nơi thể hiện rõ nhất sự đau buồn thảm đạm của không khí này. Khi càng về chiều nó càng xác xơ theo hút. Hai bên dãy phố thì úp sút tối om, không có nhà nào có ánh đèn lửa. Còn tiếng quạ thì kêu lên từng hồi thê thiết. Có lẽ ở đây tác giả đã miêu tả một số địa mục chứ không phải là hình ảnh của nơi trần gian dương thế nữa. Ở đâu chúng ta cũng thấy hình ảnh của bóng tối, của đói khát. Mùi thì đấy là mùi của xác chết. Rồi chúng ta thấy hình ảnh của cả những ngôi nhà, con người xung quanh đều trông úp sút, đều trông nhỏ bé, tiều tụy, xác xơ. Ở đây tác giả đã miêu tả không gian ảm đạm thê lương ngập tràn tử khí, đó chính là bối cảnh của nạn đói năm 45. Và trên bối cảnh này thì mối duyên tình gặp gỡ vô cùng đặc biệt của chàng và vợ chàng được xây dựng cùng sự đổi đời của các nhân vật. Không chỉ miêu tả cảnh vật với sự ảm đạm thê lương, tác giả còn miêu tả con người. Những con người được tái hiện ở đây là những con người trong cái chết. Họ đối diện với thần chết từng giờ từng phút. Người chết như giả dạng những cái thê lầm hùng queo bên đường. Những gia đình từ Nam Định, Thái Bình độ chiếu rắc chiếu nhau lên xanh xám như những bóng ma nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Cả xóm ngụ cư khuôn mặt ai cũng khóc khác u tối. Lũ trẻ thì ngồi ủ rũ,
ngay cả chàng cũng lộ vẻ mệt mỏi. Ở đâu đó hình ảnh những người đói vẫn giật giờ đi lại như những bóng ma. Rõ ràng ranh giới cái sống và cái chết thật quá mong manh. Vào đó thì các nhân vật đã được xây dựng với tình huống đặc biệt. Trong tình huống này, các nhân vật đã thể hiện tâm trạng của mình thế nào? Họ đã vượt qua khung cảnh âm u tử khí với cái chết đang rình rập ra sao? Đầu tiên là nhân vật chàng. Ta thấy ở đây chàng được giới thiệu trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đây là một con người vừa nghèo, vừa xấu xí thô kệch, lại là dân ngụ cư, không có hy vọng lấy được vợ. Trong khung cảnh mà vô cùng ảm đạm tiêu điều của nạn đói ấy, nhân vật chàng lại hiện lên là một con người hoang sơ, ngật ngưỡng bước đi trong ánh chiều tàn của một cuộc sống không ra sống. Nó gợi cho chúng ta nhớ đến nhân vật chí phèo. Chàng được Thiên Lâm miêu tả với diện mạo chung của người dân bấy giờ: hai con mắt giả giả nhỏ tí, hai bên quai hàm bạch da, bộ mặt thì thô kệch, thân hình thì vật vã, cùng với cái kiểu ngửa mặt lên trời hình thành, cái đầu chọc nhẵn, cái lưng to rộng như lưng gấu, cái áo nâu tàng vắt một bên, một hình ảnh hết sức hoang dã trong cái xã hội đói nghèo. Ngay cả nơi mà chàng sống cũng hoang dã không kém phần. Cảnh rong rớt cổng, tấm phên dấp che nhà, mảnh vườn nhổm nhổm toàn cỏ dại. Hơn nữa, chàng lại là dân ngụ cư. Đã là dân ngụ cư thì thường bị mọi người coi khinh tuồng bỏ như một thứ cỏ rác hương thôn, làm sao có thể lấy được vợ. Thế nhưng tôi sao lại lấy được vợ? Điều này thật đặc biệt. Nó bắt đầu từ cảnh chàng gặp người đàn bà như một cái duyên số. Người như chàng rõ ràng là khó lấy rồi. Thế nhưng mà chàng đã lấy vợ một cách hiển hách nữa chứ. Nhưng mà anh chàng tốt số, bởi vì ở đây chàng lại là người vui tính cơ. Chàng đã buông ra một câu ấp ờ tán tỉnh mà cô nàng anh chàng tám ấy, thì cũng vội vã theo không. Tưởng đâu như một chuyện truyền thuyết kỳ ảo ở trong cái thời thảm hại đó. Nhưng đó lại không phải một chuyện cổ tích hay theo một cái mô típ đặc biệt nào đấy. Khi nhặt được vợ về, chàng cũng không phải là không biết suy nghĩ. Thóc cạo đến mức này rồi, thân mình không biết có nuôi nổi không mà lại đèo bòng. Nhưng rồi khi mà người đàn bà đã ăn 4 bát đến lúc và theo chàng về, thì chàng cũng chập kệ một quyết định có vẻ rất tầm thường, thế nhưng mà lại hết sức trọng đại trong thời bấy giờ. Qua việc cho người đàn bà ăn 4 bát bánh đúc và quyết định chập kệ này, ta thấy chàng là một con người có lòng nhân hậu, cảm thông với người cùng cảnh ngộ, không hề tính toán. Thế nhưng bên cạnh đấy, điều đặc biệt hơn là trong mọi hoàn cảnh, chàng vẫn khát khao hạnh phúc bất chấp cả sự đe dọa của cái đói, cái chết thời bấy giờ. Đó là khát vọng làm người của một kẻ thô kệch chất phác, của một sự liều lĩnh, thế nhưng là sự liều lĩnh vô cùng đáng yêu. Để rồi, tâm trạng của chàng đã được miêu tả với sự thay đổi ngày càng theo chiều hướng hạnh phúc hơn. Khi mà dẫn vợ về qua xóm ngụ cư, chàng đã có nhiều sự thay đổi. Mặt chàng có cái vẻ gì phởn lên khác thường. Chàng cứ tủm tỉm cười, hai con mắt sáng lên lấp lánh. Tất cả như đã biến đổi từng giờ từng phút. Chàng không còn lầm lũi như mọi ngày. Chàng đã quên hết đi những cảnh sống ê chề tăm tối hàng ngày, quên cả cái đói khát đang đe dọa từng ngày, và quên cả tháng ngày trước mặt nữa. Trong lòng hắn giờ chỉ còn tình nghĩa với người đàn bà đi bên cạnh. Có một cái gì đó cứ ôm ấp mơn man khắp da thịt chàng, tựa hồ như có bàn tay vuốt nhẹ trên sống lưng. Qua việc miêu tả tâm trạng vui sướng của chàng, Kim Lân đã gieo vào lòng người đọc những cảm xúc khác với những người có đầu óc bi quan, thường nghi ngại cái đói
cái nghèo sẽ làm giảm đi giá trị của lòng người. Ở đây, Kim Luân đã thể hiện con người hạnh phúc, khao khát được yêu thương, ngay cả khi họ không cần đến một miếng cơm ăn. Đó mới chính là khao khát lớn nhất. Và đó mới đúng theo định câu danh ngôn, tình thương là hạnh phúc của con người. Và trước mặt bao nhiêu người dân trong xóm, trước con mắt tò mò của họ, chàng đã thích ý lắm, cái mặt cứ vênh lên tự đắc, trong khi thì người vợ nhà lại gượng nghị. Rõ ràng là ở đây, dù có miêu tả thì tôi cảm thấy chàng sung sướng, thì trong cái hoàn cảnh này, cả chàng và người vợ đều có một cái gì đấy mà vô cùng cảm thấy khó có thể diễn đạt được. Họ như là hai người xa lạ bị ném vào nhau, và bây giờ thì họ phải chịu những cái giây phút vừa lạ vừa quen vô cùng khó xử, nên họ nói với nhau những câu vô cùng ngờ ngạch ngây thơ, không hề có chủ ngữ. Át hẳn nhiều người sẽ cười chàng cũng đúng thôi, nhưng có ai đã từng sống qua mà không thấy có những cái ngượng nghị, cái ngẩn ngơ, cái khổ sở yên ái sẽ đến với chúng ta vào những giây phút thật hạnh phúc. Cái xúc động mà chàng đang có vào buổi lần đầu đi bên người vợ Nhật, ngẫm ra cũng không ít điều xót xa cay đắng, nhưng ít nhất cũng là một thứ cảm xúc xúc động lâng lâng bồi hồi, biến người đàn ông thua nhán chai sạn thành một đứa trẻ lớn tuổi hiền lành. Và đặc biệt cái chi tiết chàng đã khoe cái chai dầu con trong tay, nó không chỉ là một sự việc buồn cười, có lẽ cũng nên nhận ra một tiếng cười, một tiếng thở dài thương cảm cho những kiếp người mà cuộc đời khốn khổ đến mức mua một cái chai dầu cấp giá cũng là hoang phí lắm lắm. Nhưng ở đây chúng ta sẽ để ý đến cái cử chỉ lãng mạn ga lăng này. Nó thể hiện sự hãnh diện mà anh ta chưa từng có, cái hãnh diện của một người được làm chồng, được có một đêm tân hôn, được biết tới cái mùi vị kêu vang một chút để có một lần sáng sủa ở trong cái thực tại người mò ấy. Và tâm trạng của chàng được thiện thêm một bước nữa khi chàng đưa vợ về đến nhà. Lúc bấy giờ, đầu tiên là chàng thấy lo sợ, hồi hộp, vân vân. Đây là một tâm trạng khác hẳn với lúc mà đưa vợ đi trên đường về nhà. Cái sợ đầu tiên, lo sợ đầu tiên của chàng có lẽ là vân vân, không hiểu sao chị buồn, không tin vào việc mình có vợ. Chàng bước ra sân, nhìn vào trong nhà mà vẫn còn ngờ ngợ. Điều đó quả thật là cho thấy là việc chàng với vợ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, làm cho chàng cũng không thể tin được nữa. Nhưng có lẽ cái sợ lớn hơn đấy là sợ mẹ chàng sẽ không đồng ý. Và chàng chờ mẹ về như là một đứa bé, trẻ con ngày xưa còn đang chờ mẹ đi chợ về, chờ một sự nóng ruột vô cùng. Vì thế khi mà bà mẹ vừa mới bước vào đến cổng thì chàng đã vội vã mời mẹ vào nhà, và sau đấy chàng tự hào giới thiệu với mẹ. Kìa, nhà tôi nó chào u. Ở đây Kim Lân quả thật đã rất tài trong việc sử dụng những lời thoại ít chữ. Ở đây những câu văn không hề có sự cọt rũa, cầu kỳ mơ mộng, mà hoàn toàn mang đậm phong cách làng quê, nhưng ở đó lại chan chứa tình cảm. Người mà chàng gọi là nhà tôi ấy, cái người con dâu đang thực hiện những nghi lễ đầu tiên ra mắt mẹ chồng ấy, tuy chỉ là nhặt được, chưa trải qua cưới hỏi, chưa được qua một lần diện kiến mẹ chồng, nhưng những tiếng mà chàng gọi thật là nở gan nở ruột, như một minh chứng, một chứng nhận hẳn hoi dành vọt trước mẹ chàng. Người đàn bà ấy chính là vợ hắn. Hắn đã có vợ rồi đấy ư? Tuy sự xác nhận ấy có chút nặng nề, nhưng cũng giúp chàng có một cuộc sống của con người bình thường. Bỗng nhiên hắn thấy thương yêu gắn bó với căn nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình, hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đây, cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người. Đó cũng là những ước ao của những người nông dân luôn mong có một gia đình hạnh phúc, giống như chị Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao.
từng có khát vọng cùng chị Nở xây dựng gia đình, dù rằng đi làm thuê mướn cho người ta, cùng nhau mỗi ngày được thưởng thức bát cháo hành của vợ. Chính những cái ước mơ vô cùng giản dị ấy đã tạo nên nét đẹp của người nông dân. Tâm trạng của chàng lại được thể hiện rõ hơn trong buổi sáng đầu tiên có vợ. Đây là một bước ngoặt ở trong tâm trạng, trong suy nghĩ của chàng. Lúc bấy giờ, chàng bước ra ngoài, thấy êm ái mình ngơ, như vừa bước ra từ một giấc mơ. Và việc hắn có vợ đến hôm nay, hắn còn ngỡ ngàng như không phải. Tâm lý này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tác phẩm, nhưng rất hợp lý với một anh chàng số đỏ và được vận may quá sức tưởng tượng. Đồng thời, hắn cũng nhận ra, ồ thì ra mọi thứ đều có sự thay đổi từ cảnh cho tới người. Khung cảnh thì trở nên sạch sẽ, tinh tươm, còn một người trong nhà thì đều tham gia dọn dẹp, tu sửa căn nhà. Đặc biệt cô vợ Nhật thì trở nên hiền thảo khác thường. Trước cảnh mẹ và vợ đang thu vén ngôi nhà của mình, chàng thấy thấm thía cảm động, thấy thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn, một nguồn vui sướng phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Hắn thấy mình nên người có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Từ những suy nghĩ ấy, chàng đã thể hiện bằng hành động. Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì đó để dự phần tu sửa lại căn nhà. Đây là một bước ngoặt của số phận và tính cách chàng. Từ khổ đau, chàng đã chuyển sang hạnh phúc, từ chán đời chuyển sang yêu đời, từ ngây dại chuyển sang có ý thức. Chàng đã có ý thức về bổn phận của mình, chàng đã thực sự phục tinh tâm hồn. Đó chính là giá trị lớn lao của hạnh phúc. Như vậy, ở đây ta thấy là tác giả đã thể hiện hạnh phúc với chàng, hạnh phúc với tất cả mọi thành viên trong gia đình chính là sự biến đổi kỳ diệu trong con người. Đặc biệt chàng đã trưởng thành hơn, đầy ý thức trách nhiệm và niềm tin vào tương lai. Ở đây chúng ta có thể tìm hiểu thêm chi tiết trong bữa cơm. Ở trong bữa cơm thì chàng đã ngoan ngoãn vâng dạ, và một cảm giác đầm ấm lan tỏa khắp cả ngôi nhà, khắp các thành viên, không chỉ riêng mỗi chàng. Tuy là vẫn còn thoáng một nỗi tủi hờn vì sự thiêu đói và cảnh phúc thuế, thế nhưng chúng ta thấy nổi bật vẫn chỉ là niềm vui. Ở đây tác giả lại còn sáng tạo thêm một chi tiết đặc biệt nữa. Tác giả đã xếp bằng hình ảnh người vợ Nhật nóng về lá cờ đỏ sao vàng của đám người đi cá kho tóc. Và câu chuyện ấy vẫn còn đọng mãi trong óc chàng. Trong óc chàng thấy đám người đón và lá cờ đỏ bay phấp phới chứa đựng bao sức nặng về nghệ thuật và nội dung cho thiên truyện. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng là tín hiệu thực sự mới mẻ về một sự đổi thay xã hội rất lớn lao, có ý nghĩa quyết định về sự đổi thay của một số phận con người. Đây là điều mà các tác phẩm văn học hiện thực giai đoạn 1930-1945 không nhìn thấy được. Nền văn học mới sau cách mạng tháng 8 đã đặt ra vấn đề và giải quyết vấn đề số phận con người theo một cách nhìn khác, lạc quan hơn, nhiều hy vọng hơn. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được tâm trạng của nhân vật chàng. Tiếp theo chúng ta sẽ sang đi tìm hiểu người vợ Nhật. Người vợ Nhật là ai? Đây cũng là người có hoàn cảnh rất đáng thương. Một người con gái không tên tuổi, gia đình, quê quán. Chỉ được mô tả qua ngoại hình, quần áo tả tơi như tổ đỉa, khuôn mặt lưỡi cẩy sáng xinh, chỉ còn thấy hai con mắt. Việc để cho cô vợ Nhật này không có tên tuổi cụ thể là chủ ý của tác giả. Nhân vật này sẽ là nhân vật mang tính đại diện cho những con người bị cái đói tồn đuổi trong xã hội, trong cách mạng. Đồng thời nó lại sự nhỏ bé đến mức không cần biết đến một cái tên của cô gái này. Và từ đấy thì tác giả miêu tả chân dung của cô gái như một cái bức ký họa thảm hại về cái đói, cái nghèo với những điểm đường nét tai hại như cái ngực thì gầy nét, khuôn mặt lưỡi cẩy sám xịt. Đây là một người phụ nữ là nạn nhân của cái đói. Tuy nhiên thì người phụ nữ này
đã được tái hiện trong rất nhiều các tâm trạng biến đổi cũng theo chiều hướng ngày càng hạnh phúc hơn khi gặp chàng. Khi gặp chàng thì cô ta có một sắc thái chung của những cô gái đang đòi ăn, đấy là cong cứng, xinh xỉn. Rõ ràng là chị theo chàng trước hết là vì muốn ăn đã. Hai thân phận bọt bèo ấy đã gạt đến với nhau qua những lời yêu đại loại như: "Vết đứa cu hả? À ngon, để chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố. Đáng đếch vì có vợ, mày nói đùa, cứ theo tớ ra phân hàng lên xe rồi cùng về." Đó là ngôn ngữ của tình duyên hay chỉ là bốn mắt đấm đúc mà người đàn ông nổi hứng khao và người đàn bà cắm đầu ăn một chục bốn bát chẳng buông một lời trò chuyện. Ồ, thì ra bốn mắt đánh đúc cho những ngày tháng đói kém, chúng đủ phép màu để làm hai con mắt trũng hoáy của người phụ nữ đói sáng lên. Rõ ràng ở đây tác giả đã thể hiện cái đói có thể làm tha hóa con người. Cái người phụ nữ đói rách kia còn xa mới có thể coi là hiện thực. Thế nhưng ở đây chúng ta lại thấy thêm một điểm: Kim Ngân có thể tả cái thanh đá, cái trơ của một người đàn bà lao động nghèo vì sự đói. Thế nhưng không phải là cái cong cớm, lanh ngọc, bản chất của một con người xấu. Nó chỉ sinh ra từ cái đói nghèo thôi, chứ không phải từ cái xấu cái ác. Và từ đấy chúng ta cũng nhận thấy không có sự cách biệt lớn giữa Kim Ngân và người nông dân. Ông miêu tả người nông dân trong những năm tháng nghèo đói chân thật đến lạ. Những tình tiết này có vẻ buồn cười, nhưng ở đó biểu thị nỗi buồn và niềm thương cảm của tác giả với những con người đang trở là nạn đói ấy, nạn nhân của nạn đói ấy. Những trang viết viết về những con người dưới đáy như thế này không làm ta khinh ghét họ, mà ngược lại xót thương và buồn cho chính bản thân họ. Họ không thể sống trong một điều kiện tốt hơn trong cái xã hội được mọi người gọi là con người. Tác giả không phải nói về những điểm thấp kém của họ bộc lộ qua nhân hình và nhân cách. Ngược lại, với việc đặt nhân vật vào một khoảng sống mờ tối mắt ngay, nhà văn đã tìm được một cơ hội để biểu thị nỗi bất liệt của khao khát thèm được sống, được thương yêu và hy vọng. Niềm ao ước hạnh phúc đó không thể diệt trừ cái đói hay sự tối tăm của tương lai, nhưng nó cứ âm thầm vươn lên từ cái đói tối tăm và nó có thể xóa bỏ đi phần nào, làm cho con người ta cảm thấy có thêm niềm tin vào sự sống. Để rồi sau đấy, cô thị đã có một quyết định vô cùng mạnh bạo là quyết định theo chàng về. Cô thị đã bám vào câu nói đùa của anh chàng và quyết định này, đấy là quyết định để chạy trốn cái đói, nhưng cũng là quyết định vô cùng táo bạo để thể hiện ước mong được sống tốt hơn, ước mong có hạnh phúc. Vì thế nên khi mà cô chàng đi qua xóm hữu cơ cùng với cô vợ nhặt đi qua xóm hữu cơ cùng với chàng, thì cô ấy đã có rất nhiều những tâm trạng đặc biệt của một người phụ nữ đang về nhà chồng. Đó là sự ngượng nghịu, rón rén, e thẹn, rất duyên. Trong trường hợp này thì nó thật là duyên. Tuy nhiên khi về đến nhà chàng, tâm trạng cô ấy có một sự thay đổi nhẹ. Đứng trước cái nhà vắng teo, đứng rúng gió trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những núi cỏ dại, cô ấy đã nén một tiếng thở dài. Chúng ta cũng đã hiểu tại sao lại nén một tiếng thở dài. Vì nhà chàng nghèo quá, tưởng chạy để trốn được cái đói, cái khổ thì ở đây lại gặp phải. Nhưng thị đã nén một tiếng, tức là không muốn để cho chàng biết, chàng ngủ. Thì thấy gia cảnh ấy mà chấp nhận mà thôi. Rồi đến khi bước vào trong nhà chàng thì chị đã có hành động và cách ứng xử đúng như là một người con gái e thẹn khi mới về nhà chồng. Chị ngồi mém ở mép giường, tay ôm khư khư cái kính, mặt thì bần thần. Chỉ đến khi mà ba phụ tứ bước đến thì cô ấy mới cất lời lễ phép. Câu nói này
làm cho chúng ta thấy cô ấy hoàn toàn không phải là một con người xấu, ngược lại có thể là một con người đã được giáo dục. Cô ấy tay vân vê tà áo, cúi mặt chào: "U đã về đấy ạ." Cái vẻ phong cường biến mất, chỉ còn một người phụ nữ xấu hổ ngượng ngùng, song cũng đầy nữ tính. Ở đấy tâm trạng lo âu băn khoăn hồi hộp khi bước về nhà làm dâu nhà người đã được thể hiện rất rõ rệt qua hình ảnh cô gái này. Cuộc đời éo le và nhận biết bao nhiêu là nỗi đau khổ dưới ngòi bút của Kim Ngân thì đã được thể hiện một cách rất là rõ rệt. Thế nhưng khi về đến nhà chồng thì nàng ta vẫn chẳng thoát được cái đói đâu. Nhưng bù lại, nàng đã có một món quà khác, đó chính là tình thân, là tình thương, là một mái ấm gia đình, một nghĩa vụ phải biết lo lắng cho nửa kia của mình, và cũng là điều mà Kim Ngân muốn nói. Dù đói khổ, khó khăn vất vả, nhưng chúng ta không thể sống thiếu tình yêu thương được. Điều đó mới làm cho chúng ta cảm thấy mình vẫn là một con người bình thường như bao người khác. Ở đây Kim Ngân cũng thật tài trong những câu đối thoại của vợ chồng chàng. Nó lửng lơ là những câu nói trống không, dân dã bình thường, nghe rất lạ lẫm đối với những cặp vợ chồng khác. Nhưng đối với hai con người đói khổ, bỗng chốc trở thành vợ chồng khi mà họ chưa hiểu gì về nhau, thì nó thật là thể hiện thật là đúng tâm trạng. Để rồi cũng như là chàng, trong buổi sáng hôm sau, chị đã hoàn toàn thay đổi. Cuộc sống với niềm hạnh phúc mới đến đã làm cho cô ấy có được những hành động đặc biệt. Đấy là cùng bà phụ tứ dọn dẹp nhà cửa chu đáo sạch sẽ. Ở đây cô và Nhật đã hiện lên với hình ảnh một người vợ biết lo toan vun vén cho cuộc sống gia đình. Hình ảnh người vợ hiền thô thảo đã làm cho chàng cũng phải ngạc nhiên. Chàng Ngôn Thị hôm nay khác lắm. Rõ ràng người đàn bà hiền hậu đúng mực, không còn vẻ trao chát chồng lỏi như mấy lần chàng gặp ở ngoài tỉnh nữa. Từ chỗ nhân cách bị bóp méo vì cái đói thì bây giờ nhờ những thiên chức bổn phận làm dâu, làm vợ đã đánh thức người phụ nữ này trở về với đúng tính cách của mình. Đặc biệt là ở trong bữa ăn ngày đói, trong bữa ăn ấy chị đã thể hiện rõ một con người trong tương lai có thể cáng đáng, có thể nhường nhịn mọi thành viên để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đấy là khi biết mình bị ăn khám, chị vẫn im lặng ăn, không kêu ca. Nó giống với tiếng thở dài của chị. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy nó còn thể hiện mức độ cao hơn. Đấy chính là việc mà chị thả nhiên ăn, không hề kêu ca đến một lời. Như vậy rõ ràng người đàn bà đã có sự thay đổi. Người đàn bà không còn thao thác chẳng ngọt như trước nữa. Đặc biệt ở đây cũng giống như là chàng, chị đã nghĩ về lá cờ đỏ sao vàng. Chị chính là người có lẽ là hiểu biết rộng hơn so với các thành viên trong gia đình, vì cô ấy đã từng thấy những đám người phá khoác thóc. Và trong lời kể của chị, chắc chắn chúng ta thấy chị tin tưởng vào một tương lai dân tộc chúng ta sẽ thoát khỏi đói nghèo, sẽ giành lại được độc lập tự do. Nhân vật thứ ba là nhân vật quan trọng trong tác phẩm, đó chính là bà phụ tứ. Đây cũng là nhân vật được tác giả thể hiện với thật sự miêu tả tâm trạng chính xác, tinh tế mà vô cùng hợp lý. Tâm trạng ấy được thể hiện đầu tiên với việc bà phụ tứ về nhà, nghe thấy chàng giới thiệu con dâu. Lúc nhìn con dao lên, lực bật chạy ra đón, bà cụ đã xuất phỏng. Cái xuất phỏng ấy là xuất phỏng của một người phụ nữ mà chưa hiểu ra sự tình. Bà cảm thấy rất là ngạc nhiên. Đồng thời chúng ta cũng thấy cái sự ngạc nhiên đây là sự ngạc nhiên của một con người không thể dễ đón nhận mọi cái hạnh phúc đến một cách bất ngờ như thế. Nhưng khi thấy người đàn bà lạ chào mình bằng u thì bà ngạc nhiên đến mức đứng sững lại.
Và rồi khi về tuổi con trai của mình lại còn nói ra đây là vợ mình, cho con trai nhặt được vợ ấy, thì bà đã ngay lập tức hiểu ra sự tình. Bà cúi đầu nếm lặng, trong lòng vừa ai oán, vừa xót thương cho số kiếp của đứa con mình, vừa lo lắng cho tương lai của con, biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không. Đó là một tâm trạng vô cùng phức tạp. Tại sao bà có tâm trạng phức tạp như vậy chứ không hề đơn giản như chàng hay tự nhận? Đó là bởi vì chàng thì mới là con người mà mới bước vào đời với rất nhiều chuyện đơn giản. Cô vợ nhặt thì cũng không thể suy nghĩ gì thêm. Thế còn bà phụ tướng là người đã sống gần hết đời người, bà đã hiểu bao nhiêu chuyện đau khổ, bao nhiêu chuyện buồn, bà không hài hước lãng mạn như vợ chồng chàng nữa. Bà đã có cả cuộc sống đầy đau khổ dằn vặt, vừa lo chồng chết, con chết, lại nuôi con. Nên bà hiểu được những khó khăn của cuộc sống hôn nhân chứ. Nhưng cái điều quan trọng mà tác giả diễn tả đó chính là dù biết hiện thực đầy đau khổ ấy, nhưng bà lại là người rất giàu niềm tin vào tương lai. Ở đây chúng ta thấy là đầu tiên thì bà hiến nặng cái ai oán xót xa là bởi vì bà biết là nó không thể nuôi nhỏ nổi nhau qua cái đợt này nữa. Ở trong đấy thì ta thấy bà cũng đã có suy nghĩ lại về cuộc đời của mình, nhớ lại những năm tháng đau khổ xa xưa. Ở đó, từ hoàn cảnh của bà thì bà đã lo về những nghịch cảnh có thể xảy ra trong hôn nhân, đặc biệt là một cuộc hôn nhân vội vã trong cái thời điểm chẳng ưa là thích hợp. Và rồi bà cũng tự nghĩ đó là một duyên kiếp nên có. Chao ôi, người ta dựng vợ cả chồng cho con là lúc trong nhà đang làm duyên, những mong sinh con đẻ cái nở mặt sau này, còn mình thì... Đó là những suy nghĩ vô cùng đau khổ của một người mẹ không lo nổi cho con. Thế nhưng cái quan trọng hơn trong tâm trạng của bà chính là sự thương xót cảm thông cho người đàn bà này, cho người vợ nhặt đang đứng trước mặt mình. Như sự tình đã rồi, khi mà bà nhìn thấy người con gái đang vân vê tà áo rách bọc thì bà đã chuyển sang cái nghĩ khác. Người ta có gặp bước khó khăn đói khổ thế này thì mới nghĩ đến việc lấy con mình, mà con mình cũng mới có vợ được. Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo được gì cho con thì bà sẽ chấp nhận. Câu văn nghe thật cảm động nhưng có chút gì nhoi nhói, một chút tủi hờn ai oán cho số phận, nén lại cái cảm giác bất đắc dĩ trước mọi việc đã phơi bày ra trước mắt, hòa với một chút rưng rưng sao xuyến của một niềm vui. Để rồi sau đó bà chấp nhận người con dâu bằng câu nói nhẹ nhàng: ừ thôi thì các con phải duyên phải kết với nhau, u cũng mừng lòng. Câu văn đã lột tả cái thần thái của tấm lòng vị tha đến cao cả. Và chỉ câu nói ấy thôi thì cuộc hôn nhân giữa chàng với người vợ đã hoàn toàn được chấp nhận. Không những thế thì bà còn tiếp tục động viên an ủi các con: chúng mày bảo nhau mà làm ăn rồi ra may mà ông trời cho khá. Người đàn bà ấy, người phụ nữ ấy đã không chỉ biết cách cư xử mà còn là con người, đã kết nối các thành viên với nhau tạo nên một gia đình ấm cúng. Rõ ràng là ta thấy tâm lý của bà phụ tứ ở đây đã được miêu tả đang xen rất nhiều thái cực: buồn, vui, mừng tủi, lo âu, hy vọng. Tuy nhiên thì tác giả đã thể hiện tinh tế khi tác giả để cái buồn được lo được nói trước, còn phần sau chiếu là niềm vui, vui mừng và hy vọng. Và đặc biệt đến buổi sáng hôm sau, cũng giống như các thành viên, buổi sáng ấy bà đã làm tất cả mọi việc để gia đình có một buổi sáng thật hạnh phúc. Lúc bấy giờ bà nhẹ nhõm tươi tỉnh khác ngày thường, bà săn sắn thu dọn quét tước nhà cửa. Trong bữa cơm,
và còn có những hành động để đón nàng dâu mới làm ta thấy rất cảm động, như là bà nói cho anh chuyện vui, chuyện sung sướng về sau. Bà nhen nhóm cho các con niềm tin, niềm hy vọng. Có thể nói, bà phụ tứ là con người có nhiều hy vọng nhất. Từ việc đan cái phên ngăn riêng chỗ của vợ chồng với con trai cho kín đáo, rồi việc khi nào có tiền, đan lại mua lấy một đôi gà. Và những ước mơ nghe thấy thật chạy lòng, rồi may ra ông trời cho khá. Có ra thì rồi con cái chúng mày về sau. Hay những câu câu nói động viên của bà như là trẻ khoán đây ngon láo đẹp. Rõ ràng tuy đã gần đất xa trời, nhưng bà không ước gì cao xa cả. Bà chỉ ao ước cho con mình, cho gia đình, cho thế hệ con cháu mai sau vun vén những gì tốt đẹp nhất cho con cháu. Có ai ngờ rằng một bà cụ đang trở về thế giới bên kia lại có những hy vọng tràn trề, không bị tàn lụi theo năm tháng và tuổi tác như vậy. Và đặc biệt là cái chi tiết về cái nồi cháo cám ở câu chuyện, chi tiết ấy thể hiện khá rõ ánh sáng của tình người. Nồi cháo cám nhưng bà gọi là nồi chìa khóa, bà coi đấy là một món quà để dành tặng cho con cháu. Rồi cái món quà ấy thì ăn vào thấy nhẹ cổ và đắng chát, thế nhưng đấy là món quà của một tấm lòng đôn hậu chứa chan yêu thương. Bà lão lễ mễ bưng nồi chè và vui vẻ giới thiệu, chè quán đấy ngon láo đề cơ. Ở đây nụ cười đang xen lẫn nước mắt. Bữa cơm gia đình ngày đói ở cuối chuyện không khỏi làm chạnh lòng chúng ta, một nỗi xót thương cay đắng cho số phận của họ, nhưng cũng dung chứa một sự cảm phục lớn lao ở những con người bình thường mà đáng quý. Như vậy chúng ta thấy bà phụ tử là hiện thân của nỗi khổ con người. Người mẹ ấy đã nhìn cuộc đời, nhìn cuộc hôn nhân éo le của con mình thông qua toàn bộ nỗi đau khổ của cuộc đời bà. Bà lo lắng trước thực tế quá là nghiệt ngã, nhưng cao hơn, ta thấy bà vẫn hiện cái điều mà bà muốn nói, đó là mình hy vọng một tương lai, mình có lòng nhân hậu muốn đủ bọc che chở cho nhau. Bà mừng một nỗi mừng sâu xa, từ ngạc nhiên đến xót thương, nhưng trên hết vẫn là tình yêu thương. Cũng chính bà cụ là người nói nhiều về tương lai, một tương lai rất cụ thể, thiết thực để truyền chắc các con cháu của mình thêm tin tưởng. Như vậy ở đây ta có thể nói, bà cụ tứ là nhân vật được miêu tả tâm lý vô cùng sắc sảo, chân thực nhất trong tác phẩm. Kim Lân đã khám phá ra một nét độc đáo khi để cho bà cụ tứ cặp kề gỗ lại còn nói về tương lai với đôi trẻ. Đồng thời từ đây chúng ta thấy tác giả đã xây dựng kết thúc chuyện vô cùng đặc biệt. Kết thúc chuyện đấy không phải là kết thúc ở trong hình cảnh bữa cơm, mà là kết thúc với hình ảnh đoàn người đi phá kho thóc Nhật. Đằng trước là lá cờ đỏ của Việt Minh phấp phới bay trong tâm tưởng của chàng. Đây là một kết thúc gợi niềm tin mãnh liệt vào tương lai, từ cuộc đời đời của chàng, gia đình chàng và những người dân khốn khổ. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ tác phẩm từ tóm tắt, tình huống chuyện, nhan đề, bối cảnh cho tới tâm trạng của các nhân vật. Từ đây chúng ta sẽ đi vào kết luận một số nét chính. Thứ nhất, về mặt nội dung, Phận Nhật mang giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc. Nó miêu tả tình cảnh thê thảm của những người nông dân trong loạn đói năm 45, từ đó tố cáo tội ác sâu sắc của bọn ác sĩ. Nhưng cao hơn, tác phẩm đã phát hiện và khẳng định phẩm chất tốt đẹp vượt lên trên tất cả sự thê thảm của nạn đói. Ngay trên bờ vực của cái chết, họ vẫn khao khát mái ấm gia đình, khao khát sự yêu thương đủ bọc lẫn nhau và không thôi hy vọng ở tương lai. Thứ hai, chúng ta tổng kết về mặt nghệ thuật. Tác phẩm thể hiện nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, sáng tạo ra tình huống đặc biệt và miêu tả tâm lý vô cùng chân thực với ngôn ngữ mộc mạc. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ tác phẩm. Mong rằng tất cả các thầy cô giáo và các em sẽ tìm hiểu bài này và có được các em học sinh sẽ có những phần kiến thức làm bài thi tốt và các thầy cô giáo sẽ có những bài giảng hay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo và các em.